Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nha. Hôm nay là vẫn ở trong mùa dịch, không thoát ra được khỏi mùa dịch. Mấy nay mình đang bận sửa nhà á mọi người. Hả? Mình đang bận xoay sửa phía bên ngoài kia, ngay chỗ máy tôm nhiều quá cho nên là không có làm video clip nhiều cho mọi người xem được. Mọi người cũng cố gắng đón xem video clip mới nhất của mình nha. Hiện tại giờ đang mưa quá mọi người à. Giờ không biết làm sao đây. Mình còn đang phải sửa tuốt ở ngoài kia nữa kìa. Mà còn chưa xong nữa. Không biết mọi người ở nhà làm sao rồi. Có tập thể dục gì không? Có tập gym gì không? Ai có giảm cân hay có tăng cân gì thì comment lại cho mình biết nha. Mình thì xuống ký rồi nhưng mà không biết là xuống như thế nào. Mình cũng không có cân. Nếu mà tại vì mình cân quá thì nó cũng sẽ bị hụt hẫng đó mọi người. Nhiều khi mình tập nhiều quá đó mà cân mình nó chỉ xuống được có nửa ký hoặc là xuống có 250g thôi chẳng hạn, vậy thì nó cũng không có, nó cũng sẽ không có hiệu quả trong cái phần tâm lý của mình, cho nên là mình sẽ không có cân ký trong cái khoảng thời gian mà mình tập. Thì như vậy thì nó sẽ ổn định tâm lý của mình hơn đó. Chứ mình mà cứ cân, cứ một hai ngày mình cân lên hay một hai ngày mình cân thì là nó sẽ không có tốt cho tâm lý của mình. Và nó sẽ làm, ví dụ như mà mấy bạn giảm cân thì không sao, nhưng mà khi mà mấy bạn mà không có giảm cân được á đó, thì là mấy bạn sẽ cảm thấy nó rất là hụt hẫng đó. Cho nên là mình sẽ không có cân ký trong cái khoảng thời gian mà mình tập. Hiện tại thì khu mình á, thì rất là nhiều người bị rồi, bị Covid đó mọi người đó, cho nên là mình cũng không biết làm sao luôn. Hiện tại giờ mình chỉ biết ở trong nhà rồi tập gym, rồi lâu lâu thì mang xe ra lau chùi. Ê, mọi người chờ mình tí đi, để mình lấy cái ghế mình ra để mình hãy cho mọi người coi con két của mình nè. Con két của mình á. Đây mình nói chuyện, ngồi đây mình nói chuyện với mọi người tí đi ha. Rồi chứ. Thì trong khoảng thời gian này á, cái việc mà đi làm á mọi người, việc đi làm nó cũng rất là khó khăn luôn. Giờ bản thân mình thì mình cũng đã ở nhà. Hiện tại giờ mình đang làm ở bên giáo dục. Đó, cho nên là nhiều khi đi làm về nhà thì cũng không có thời gian để mà làm clip cho mọi người xem nhiều được giống như trước. Thì mọi người biết rồi, ngày xưa thì nó phải khác, tới bây giờ mình mà mình lớn rồi. Mình mà không đi làm thì lấy tiền đâu ra để mà mình xây dựng nhà cửa rồi xây dựng gia đình mới của mình. Mình lớn rồi mình cũng phải có lập gia đình chứ, đúng không? Mình dự tính là sau này mình sẽ vẫn chơi, sẽ chơi theo một cái hướng khác đó. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ phải có nhà cửa cái đã. Nhà cửa, lập gia đình, ổn định cái đã. Mình giờ cũng gần 30 tuổi rồi mọi người. Đâu có còn trẻ nữa. Đâu có còn mà tuổi 20, 22, 23 gì đâu. Như mấy ngày nay á mọi người, thì mọi người cũng biết rồi đó, mình up lại video clip beam đúp khoảng 3-4 clip rồi. Thì nói chung mình muốn cho mọi người mới đăng ký kênh của mình xem những clip đó. Chứ bây giờ kêu mọi người mà lục lại những clip cũ thì tất nhiên là mọi người cũng sẽ khó mà tìm được những clip đó mà coi. Nhiều người bạn mới subscribe kênh của mình lại nói là ủa sao clip anh đi đâu vậy, đi đâu giờ này vậy. Thật sự đó là lâu rồi chứ không phải là bây giờ ha. Bây giờ mà đi cái kiểu đó là chắc nó hốt người lẫn cả người lẫn xe vô chạy luôn. Bây giờ trong thành phố mình đang rất là nặng về cái vấn đề mà bị Covid. Thật sự mà nói là trong thành phố mình rất là trầm trọng, bị cái phần đó rất là trầm trọng luôn. Mình cũng không biết là phải nói làm sao, nhưng mà mình chỉ biết là khuyên các bạn là đừng có ra ngoài đường trong những lúc này. Thì mình biết chứ, tuân thủ theo quy định của nhà nước, nhưng mà phải làm sao để có đầy đủ lương thực để mang qua ngày. Giờ đối với mình á, tuy là có tiền nhưng mà cũng không có làm gì được nhiều á. Thật sự nếu mà là mình là một người có tiền, mình cũng không có làm gì được trong thời gian này hết á. Mình có đi đâu được đâu mà mình có mua được gì đâu, đúng không? Cho nên là các bạn hãy nhớ là bây giờ là cái sức khỏe mà nó quan trọng lắm nha. Rồi thức ăn thì mọi người nên hỏi ai đó hoặc là bên chính quyền á, xem là mình có mua được đồ thức ăn lưu trữ hay không. Bây giờ nó rất là căng.
căng lắm luôn. Mọi người nhớ cẩn thận, trong xóm mình hả là bị cũng nhiều lắm rồi mọi người. Nhưng mà có cái là bị xong rồi test ra thì tất cả đều âm tính hết, không sao. Mình thì cũng chích được một mũi rồi, nhưng mà trong tháng này, trong tháng 9 này là như là mình sẽ được chích thêm một mũi nữa. Mình chích một mũi từ hôm tháng 6 rồi, ngày mười mấy tháng 6 mình quên mất tiêu rồi, ngày 13 hay ngày 18 gì đó. Đó là mình tiêm được một mũi rồi. lúc đó là AstraZeneca, còn bây giờ không biết là Pfizer hay là AstraZeneca nữa thì mình không biết. Nhưng mà chỉ được chích trong hai cái loại đó thôi. Hôm nay mưa mọi người ạ. À, buồn ghê chứ. Sài Gòn mà cứ như vậy. Không biết làm sao mà khá lên được. Nhưng mà khá lên được hay không là còn tùy thuộc vào từng mọi người. Từng mọi người trong chúng ta nữa, chứ không phải là chỉ đợi cho nó qua những cái không khí này, không có đâu. Các bạn cũng phải cố gắng. Mình biết là hiện tại bây giờ là có rất là nhiều người đang gặp khó khăn, trong đó có các bạn nữa. Và mình thật sự nói là mình cũng rất là may mắn khi mà mình còn được gia đình hỗ trợ mình trong việc ăn uống. Tại vì mình hiện tại mình đang sống ở trong nhà mình mà, sống chung với gia đình của mình mà, chứ đâu có phải sống riêng đâu. Nếu mà sống riêng á là mình chết chắc chứ không chỗ nào mà mình là sống một mình được. Nếu mà mình sống một mình á, hoặc là sống với một gia đình mới có vợ có con rồi, mình là cái cột đình nè, mình phải suy nghĩ làm sao để tạo ra được cái đồng tiền, làm sao để có nguồn thức ăn lưu trữ cho gia đình, cho vợ con mình, rất là nhiều thứ. Nhưng mà tại vì bây giờ mình chưa lập gia đình thôi, cho nên là mình vẫn sẽ được gia đình mình hỗ trợ. Nhưng mà rồi mai mốt mình có vợ có con, mình cũng sẽ vẫn muốn ra ngoài mình sống, thì lúc đó cái gánh nặng nó sẽ đè lên vai mình rất là nhiều, không cả mình mà cả vợ con của mình nữa đó. Cho nên là các bạn phải nhớ cẩn thận trong những cái khoảng thời gian này nha. Ngồi đây mình cho mọi người nhìn thấy mưa nè. Mọi người nhìn thấy mưa không? Mà mình hiện tại là mình đang làm cái mình đang chất silicon lại chỗ này, nguyên cái đường này đó, cho nó không có bị dột vô cái máy nhà đó. Tại vì cái nhà bên đây là mai mốt là nhà mình cũng sẽ đập ra luôn, đập ra và xây lại hết, là coi như là xây lại hết nguyên căn nhà của mình luôn đó, là có dính cái nhà bên đây nè đó. Hiện tại thì nhà bên đây là mình cho thuê. Mưa lắm, mấy ngày nay cứ mưa như vậy thì buồn lắm mọi người ạ. À, đây là con chim của mình này. Đây là con két ba mình bắt cho mình đó. Đó, nó đó, thấy không? Ôi, anh này anh phá lắm, anh quậy lắm. Đó, thì đây là những cái lồng chim. Đó, những cái này là những cái lồng chim ba mình bẫy được và đem nuôi, nhưng mà do là hôm nay là ba mình đi giao hàng chưa có về á, cho nên là cũng không có mở ra được. Nhưng mà con này thì mình sẽ mở nó ra để cho nó nhìn thấy mưa. Thường á mọi người, thường á thì cái lồng chim á mình sẽ để nó ở đây nè. Mình sẽ để nó ở đây nè cho nó dễ chịu. Thì đó là những gì hôm nay mà mình muốn chia sẻ lại cho mọi người ha. Đó, và mình cũng mong là mọi người sẽ luôn đồng hành cùng với kênh của mình trong suốt những thời gian tiếp theo. Và mình cũng rất cảm ơn các bạn cũng đã dành chút thời gian ra để mà xem kênh của mình. Và mong rằng là mình sẽ ra được nhiều video clip mới hơn cho mọi người cùng xem. Nhiều cái sáng tạo hơn cho mọi người cùng xem. Về cái chăm sóc xe nè, rồi trip du lịch này nọ, rồi thức ăn, ăn uống nữa, và những vấn đề khác. Thì mình cũng sẽ cố gắng mình làm video clip mới hơn cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ thì thôi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người nha. Bye bye.